Cuộc đấu trí ngày hôm nay giữa Lee Park Hang-seo và ông Shin Tae-yong, trọng tài đã nổi còi để mở đầu cho cuộc đối đầu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Indonesia. Xong hiệp đấu đầu tiên thì những chàng trai áo đỏ sẽ bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta. Tiến Dung, pha phối hợp tốt giữa Quế Ngọc Hải và Tấn Trường để hóa giải tình huống vừa rồi. Đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam sẽ tạo ra từ quả đá phản công của Quang Hải. Sút xa! Rất có ý đồ. Đó thực sự là một tình huống mà đội tuyển Việt Nam gây ra nhiều bất ngờ cho Indonesia. Phản lỗi rồi. Tất nhiên là phải có một quả đá phạt và hơi tiếc là nó vẫn chưa phải trong khu vực 16m50, nhưng không sao. Đây vẫn là một thời cơ cho chúng ta. Những tình huống đá phạt góc như của Quang Hải mà chúng ta vừa được thấy và sau đó là một cú dứt điểm là điều mà Quang Hải và Văn Quyết đã không ít lần thực hiện trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Một cú vô lê cực kỳ đẹp mắt. Quả đá của Tuấn Anh. Quá hay. Tại UAE năm 2000, nhưng người thường xuyên xâm nhập vào khu vực cấm địa của Indonesia đến lúc này lại là Văn Toàn. Không có gì cả. Nhưng đó là một pha bóng mà chúng ta không thể chủ quan với sự xâm nhập của Ngọc Hải. Lại là một tình huống phạm lỗi nữa. Indonesia đang chơi cực rắn. Và thẻ vàng tiếp theo được trọng tài rút ra dành cho đội bóng này. Thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 13 Arianto. Một pha vào bóng rất nguy hiểm. Cú đá rất tập trung và có một kết cấu đội hình chắc chắn. Nhưng một khi tinh thần đi xuống thì đội bóng này lại dễ dàng bị vỡ trận. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Hoan hô Văn Toàn cho dù trong pha bóng vừa rồi tiền đạo của chúng ta, nhưng tốc độ tuyệt vời của Văn Toàn đã tạo nên một tình huống trông thật khó tin là trong tình huống vừa rồi hoàn toàn thất thế, nhưng Văn Toàn vẫn tạo ra một pha áp sát và khiến cho thủ môn đội bạn phải băng ra và thiếu chút nữa mắc sai lầm. Không thể hiểu đang xảy ra chuyện gì từ những cầu thủ Indonesia nữa. Họ đang đá bóng hay đá người đây? Tuấn Anh, Văn Toàn hay Xuân Trường hẳn không thể quên trận chung kết ở giải U19 Đông Nam Á năm cực kỳ quyết liệt. Trọng tài phải đến bây giờ mới thổi còi. Đó chắc chắn là một pha bóng triệt hạ. Trước đó thì Quế Ngọc Hải đã phải diễn tả lại pha phạm lỗi ác ý của đối phương và lần này đến Văn Thành để trọng tài Ahmad có thể nhận ra sự nghiêm trọng từ lối đá của Indonesia. Thực sự là các cầu thủ Indonesia đang không đá bóng mà đá người thật. Rất phi thể thao. Tôi nghĩ rằng lúc này thì trọng tài cần phải có những bài học dành cho những cầu thủ của Indonesia, nếu không thì những pha bóng như thế này sẽ vẫn còn tái diễn. Đó là một cú đạp vào gầm giày. Nếu như Tuấn Anh không kịp thu cái chân của mình lại thì không biết chuyện gì đã xảy ra trong pha vào bóng rất ác ý vừa rồi. Cơ hội dành cho Phan Văn Đức. Phan Văn Đức, Phan Văn Đức, sút bóng không được. Có cảm giác là ở vị trí nào trên sân thì Indonesia luôn muốn phạm lỗi để ngăn chặn cầu thủ của chúng ta. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Cầu thủ của Indonesia đã lao vào Phan Văn Đức. Nhưng số 20 của đội tuyển Việt Nam cũng rất khôn ngoan để tránh được tình huống vừa rồi. Và sau đó cũng đã tạo ra một cú sút nguy hiểm về phía khung thành của đối phương ở góc hẹp. Những pha xử lý mềm mại như vừa rồi cho Xuân Trường cũng mang lại những quả đá phạt góc chất lượng. Đấy đâu! Không vào!
Ngay khi vào sân thì Xuân Trường đã phối hợp cùng với đồng đội để tạo nên một tình huống sóng gió. Đó là một pha bay người đánh đầu rất hay. Và để có những pha đánh đầu khó như vậy thì có lẽ không ai làm tốt hơn Tiến Linh. Quý Ngọc Hải, Quang Hải phản công chính xác, Văn Toàn khoảng trống trước mặt của Văn Toàn, đối mặt với Risky, Văn Toàn sút bóng. Một tình huống mà có thể nói số 9 của chúng ta đã làm tốt nhất những gì có thể rồi. Nhưng cũng phải công nhận là ngày hôm nay Sachia, trung vệ của đội bạn, chơi rất tốt và cho thấy là những người đã rất dạn dày ở những đấu trường như thế này. Phần lớn cầu thủ đều đọc được tình huống. Văn Toàn! Một pha phá bóng ngay trước mũi giày của Văn Toàn được thực hiện bởi trung vệ Ridho Ramadani. Mật độ hãm thành của đội tuyển Việt Nam tăng lên trông thấy. Những phút giây mà các cầu thủ chúng ta đang ngày một đến gần hơn với khung thành của thủ môn Aga Winata. Đường chuyền của Hồng Suy, cầu Phương pha chạm bóng đầu tiên. Xuân Trường không vào. Thủ môn đội bạn đã chơi quá hay trong cú ra chân vừa rồi của Xuân Trường. Thực sự là một cú đá thử những trí tưởng tượng của chúng ta bởi cú ra chân này của Xuân Trường. Bóng cũng chưa chạm tay của thủ môn đội bạn, nó chạm vào xà ngang trong sự nuối tiếc của chúng ta. Bóng đi vừa căng vừa... Văn Thành và Phạm Văn Đức. Văn Thành rất nhịp nhàng, Tiến Linh! Mọi thứ đã diễn ra hoàn hảo cho đến cú dứt điểm của Tiến Linh. Rất nhịp nhàng. Cái pha phối hợp 1-2 giữa Phạm Văn Đức, Văn Thành và cú dứt gót lại của Văn Thành là quá tuyệt vời. Đầy cảm giác. Hồng Duy! Tiến Linh! Tiến Linh! Linh ơi! Tiến Linh! Vẫn còn! Tuyệt vời, Tiến Linh mở áo số 22! Các trọng tài đã chỉ tay vào chấm giao bóng dù các cầu thủ Indonesia cho rằng bóng đã chạm tay của Tiến Linh. Và đó là một cú mở bóng của Hồng Duy. Một pha bóng rất hay và nó đặt Tiến Linh vào vị trí sở trường của mình. Tiến Linh luôn làm rất tốt những tình huống như vậy. Đó là một pha bóng mang đầy đủ những tố chất của một trung phong từ phía Tiến Linh. Sự quyết đoán, tốc độ và sự quyết tâm để thực hiện cú dứt điểm về phía khung thành của đội tuyển Indonesia. Đó là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho các cầu thủ của chúng ta. Pha ghi bàn thứ 3 trong chiến dịch vòng loại World Cup của Tiến Linh và nó... Duy Mãi! Đấy rồi! Tiến Linh! Thêm một cú đá nữa! Cầu! Phạm Văn Đức! Chỉ có một quả đá phạt góc chứ không phải là một quả penalty. Cú đá trước đó ở ngoài khu vực 16m50 là của Xuân Trường. Xuân Trường vào sân và chúng ta vẫn đang duy trì được nhịp tấn công rất hiệu quả. Cánh trái là Hồng Duy đang di chuyển rất thoáng. Quang Hải sút bóng vào. Tuyệt vời quả này. Đó là sự khẳng định, sự khẳng định của Quang Hải nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung. Và đó là sự xứng đáng hoàn toàn cho những gì mà chúng ta đã thể hiện ở trận đấu này. Lần này thì thủ thành Aga Winata hoàn toàn tâm phục khẩu phục với cú ra chân của Quang Hải. Không quá khi gọi đây là một siêu phẩm. Một cú đá đưa bóng kim thẳng vào góc xa khung thành của đội tuyển Indonesia. Và
Nếu như có đặt trong khung thành của Indonesia một thủ môn đẳng cấp thế giới thì có lẽ cũng chào thua với cú đá này của Quang Hải. Một bàn thắng xứng đáng để xem đi xem lại. Quả đá phạt của Xuân Trường. Công Phương đã có bàn thắng. Trọng tài đã chỉ tay và chấm dứt bóng và bàn thắng thứ 3 dành cho chúng ta. Tất cả những màn ăn mừng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay đều đẹp như cái cách mà họ làm tung lưới của đội tuyển Indonesia vậy. Duy Mạnh cũng đã để lại một hình ảnh ăn mừng cực kỳ ấn tượng khi ghi bàn mở tỷ số trong trận lượt đi, và hôm nay một hình ảnh cực kỳ ấn tượng của Công Phượng và các đồng đội cũng đã xuất hiện. Chúng tôi đã nói là có bàn thắng thứ hai thì bàn thắng thứ ba có thể cũng sẽ đến, và nó đến rất nhanh, nhanh hơn cả mong đợi. Cú chạm bóng của Tiến Linh và Công Phượng như được lựa chọn để trở thành tác giả của bàn thắng thứ ba. Anh có mặt đúng chỗ và dứt điểm đúng nhịp để khiến Indonesia phải nhận bàn thua thứ ba. Và thêm một lần nữa thì Xuân Trường tỏa sáng với quả kiến tạo từ cú đá phạt góc rất có ý đồ của mình. Mỗi khi vào sân từ ghế dự bị luôn thi đấu rất hay. Không có bàn thắng cho Indonesia. Khung thành của Tấn Trường vừa rung lên. Mọi thứ qua đi, không có đá phạt, không có bàn thua cho chúng ta. Anh Cương còn nhớ nụ hôn của Tấn Trường đầu trận dành cho những cột khung thành của mình. Ngay kể cả khi ngã thì Tiến Linh cũng đã rất thủ thế để có thể không bị đau trước pha vào bóng của đối phương. Còn vừa rồi là một tình huống có thể coi là hay nhất của đội tuyển Indonesia từ đầu trận đến giờ. Một pha bóng phải nói là đáng khen cho Vickery, người vào sân từ băng ghế dự bị. Dung Mạnh. Rất hay. Thêm một cơ hội nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng! Một màn siêu trình diễn trên sân khấu An Maktoum của các nghệ sĩ áo đỏ. Và đầy ý nghĩa để giúp cho các cầu thủ chúng ta vững tin thi đấu tại một nơi nắng nóng trước những đối thủ mạnh và cũng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Và có thể thấy khi các cầu thủ chúng ta phải đối mặt với những tình huống vào bóng và phải đối mặt với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì rõ ràng các cầu thủ đã hiểu rằng họ vẫn phải các trận đấu vòng loại World Cup bị lùi thời gian mang đến rất nhiều lợi thế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thời gian để họ hoàn thiện lại lối chơi vốn khá là xộc xệch ở giai đoạn tháng 10, tháng 11 năm 2019. Và bây giờ sự trì hoãn đó giúp cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trở thành chủ nhà của tất cả các trận đấu tại bảng G. Quá thuận lợi với đội bóng này. Nhưng đội bóng của chúng ta cũng sẽ là một thách thức thực sự đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tấn Trương. Chính xác. Trọng tài cũng đã thổi phạt tiền đạo của Indonesia. Một trận đấu có thể nói là rất nhàn của Tấn Trường. Indonesia. Và đến lúc này có thành quả là 4 bàn thắng. Và không phải nhận bàn thua nào ngay cả khi đội bạn đã ở rất gần khung thành của Tấn Trường rồi. Và tiếng còi man cuộc đã vang lên. Một trận đấu tưng bừng của đội tuyển Việt Nam với chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Indonesia. Và chúng ta thấy là nhiều